Cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Dạ hôm nay, cơ sở Đồ gỗ Bảo Đại chúng em muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ ạ. Và sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này em đo đường kính là 33 cm nha các bác. Em đến gần để em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc đĩa. Chiếc đĩa có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam ạ và được khẳng định ạ, đó là một em đó là đồng tử cưỡi cá chép ạ. Đó. Chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và khảm trên nền gỗ chắc. Này các bác xem ạ, những phần trắng hồng đây đó là ngà ạ. Nuôi cá đây ạ, các bác xem ạ, đó là gỗ sưa và kết hợp với đó ạ là ốc Singapore 7 màu. Rất là đẹp luôn nha các bác. Này các bác xem ạ, đó các đường nét các tỉa rất là có hồn luôn ạ, vần vèo ạ, đó vần gỗ rất là đẹp luôn. Quay mặt sau cho các bác ạ, đó bên trong là gỗ liền khối luôn nha các bác, gỗ rất là dày dặn và liền lạc ạ. Chân đĩa là chân đĩa nhựa nha các bác. Này các bác xem đó, giá với chiếc đĩa đồng tử cưỡi cá chép này ạ, em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 4.300.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác là một chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có tên gọi là anh hùng tư ngộ ạ, có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ gụ mật ạ. Đầu tiên em cũng xin đo kích thước cho các bác ạ. Đường kính ở đây em đo là 38 cm ạ. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Chiếc đĩa tên gọi là anh hùng tư ngộ ạ, có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ gụ mật ạ và được khảm trên nền gỗ ạ. Để các bác xem ạ, đó là ốc Singapore 7 màu đỏ lửa vàng chanh luôn nha các bác, một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Đó các bác xem ạ, các đường nét ạ, cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Đó các bác xem, ốc đỏ lửa luôn ạ. Đó các bác xem, các bác xem video thấy hay thấy đẹp thì cho em xin một lượt đăng ký kênh ạ, em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Ở đây em cũng xin quay mặt sau cho các bác xem ạ. Đó các bác xem ạ, gỗ là gỗ liền khối luôn nha các bác. Đó. Gỗ rất là dày dặn ạ, bên liền nào. Dạ với chiếc đĩa mình gọi là anh hùng tư ngộ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 6.700.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một ông đạt ma. Ông đạt ma này có chất liệu là gỗ bách xanh nha các bác, một chất liệu gỗ rất là thơm ạ và không thể nạt đi đâu được ạ. Đầu tiên em cũng xin đo kích thước cho các bác đạt ma này ạ. Tổng chiều cao của tượng ạ là em đo là vào khoảng 4-5 cm nha các bác, và em đo tổng ạ từ chân đế ạ lên đến đỉnh ạ này em đo vào khoảng 5-5 cm nha các bác, và chiều ngang ở đây em đo là khoảng 22 cm ạ. Em đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về cụ đạt ma của bách xanh này ạ. Đây các bác xem ạ, cụ đạt ma này là của nó là lũa tự nhiên nha các bác, đó lũa là lũa nguyên một khối luôn ạ. Đây các bác xem ạ, lũa tự nhiên đó các bác xem ạ, đó mà sau này em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Đó, các bác xem ạ. Đó là lũa tự nhiên ạ. Đó, các bác xem. Đó, các đường ạ, nét đục chạm. Rất là tinh tế và sắc nét ạ. Đó, các bác xem. Đó. Với ông Đạt Ma. Này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 2.300.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một bức tranh. Bức tranh có tên gọi là Vinh Quy Bái Tổ ạ. Là đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này ạ. Tổng chiều dài ở đây ạ, em đo là 217 cm ạ. Và chiều cao em đo là 107 cm ạ. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác bức tranh Vinh Quy Bái Tổ ạ. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này có
chất liệu là gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Tấm ván bên trong là tấm ván liền nha các bác. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Đây các bác xem ạ. Bức tranh vinh quy bái tổ nói về ý nghĩa những người con thành đạt, những người quê hương ạ. Được khảm ốc xà cừ đỏ lửa luôn nha các bác. Cũng là một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Các đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Ốc đỏ lửa bằng tranh luôn ạ. Sản phẩm VIP bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em. Các bác xem chưa kỹ chưa rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em 0944058115 để em có thể gửi hình ảnh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Đó các bác xem ạ. Đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Hình cắt tỉa hả, hình người rất là có hồn luôn ạ. Ốc đỏ lửa bằng tranh luôn nha các bác. À, các bác xem em quay rất là chi tiết ạ cho các bác ạ. Chiêm ngưỡng về bức tranh ạ. Vinh quy bái tổ. Thảm ốc đỏ lửa luôn ạ. Lai đến khung đi các bác xem ạ. Đó, cũng được ạ. Đó. Cái chim hoa đi các bác ạ. Đó. Đó, các bác xem cái đường cắt tỉa ở ngoài khung ạ. Cũng là khảm cảnh từ quý bốn mùa đi nha các bác. Dạ đây các bác xem. Đó, những hình chim hoa để cắt tỉa rất là có hồn và chi tiết ạ. Sắc nét từng chi tiết nhỏ luôn. Dạ với bức tranh vinh quy bái tổ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 45 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một cây thủ thờ ạ. Cây thủ thờ ông địa này có chất liệu là gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gỗ vụ mật. Dạ đầu tiên em cũng xin đo kích thước cho các bác về cây thủ thờ này ạ. Chiếc bàn thờ ông địa này em đo có tổng chiều cao là 97 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 58 cm ạ. Và chiều ngang ở đây em đo là 67 cm nha các bác. Em xin đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác. Chiếc bàn thờ ông địa này ạ. Đây các bác xem ạ. Chiếc bàn thờ này, bàn thờ ông địa có chất liệu là gỗ vụ ạ. Thả trên nền gỗ để các bác xem ạ. Là ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Các bác xem ở trên có hai con lồng trầu nguyệt đây các bác xem ạ. Đó. Ở đây đến phía dưới đây các bác xem. Đó. Đó được. Khảm ạ. Điên chi luôn nha các bác. Các bác xem. Đó. Ốc bảy màu rất là đẹp luôn ạ. Gỗ thì rất là điền nạc và dày dặn ạ. Em quay bên hông cho các bác ạ. Bàn thờ ông địa này được khảm ba mặt như nhau nha các bác. Dạ với chiếc bàn thờ ông địa này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 25 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác để chiếc bàn thờ ông địa này ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một chiếc bình phong ạ. Chiếc bình phong này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc bình phong này ạ. Tổng chiều dài em đo là một chiều dài nhất ạ. Ở đây ạ, em đo là 115 cm ạ. Và tổng chiều cao, tổng chiều cao em đo là 73 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 25 cm nha các bác. Và em xin đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc bình phong này ạ. Chiếc bình phong này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và khảm trên nền gỗ chắc. Em đây phần trắng đây ạ, đó các bác xem ạ, đó là ngà ạ.
thân ạ, thân lá đây ạ là chất liệu là gỗ xưa, và đây ạ cái phần xanh đây các bác xem ạ, đó là đá quý ạ. Đó. Tất cả những nguyên liệu ạ rất là quý hiếm ạ, tạo nên một bức tranh siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Bên trong ạ được thảm cảnh chim hoa nha các bác, và chi tiết hơn cho các bác đây các bác xem ạ, những phần liềm khung này các bác xem đó, những con rơi ạ, rơi tiền đây ạ, đó những đồng tiền này các bác xem ạ, bác xem gỗ ạ, gỗ chất gỗ đỏ đen ạ, đó vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó, đây thì em quay phần dưới cho các bác xem ạ, đó những đường đục chạm ạ, rất là chi tiết và sắc nét ạ. Đây các bác xem phần rĩa ở dưới này rất là dày dặn ạ, đó hình con rơi ạ, rơi ngậm kim tiền ạ, đó các bác xem ạ, giữa đây có một chữ thọ đây ạ, đó các bác xem chất gỗ ạ rất là đẹp luôn, vân gỗ thì vân gỗ thì đó các bác xem ạ. Các bác xem không kỹ không rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945058145 ạ. Em có thể gửi ảnh chi tiết hơn cho các bác về bức bình phong chim hoa này ạ. Tại với bức bình phong này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 38 triệu ạ. Em cũng bao bì ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một chiếc bàn kim tiền ạ. Chiếc bàn kim tiền này có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ gụ mật ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc bàn kim tiền này ạ. Tổng chiều dài đây em đo là 160 cm ạ. Và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn em đo ở giữa đây ạ là 92 cm ạ. Em cũng xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc bàn kim tiền này ạ. Ở đây để phần chính giữa ạ, phần đĩa ở đây ạ, các bác xem ạ. Đó, hình con rơi ạ. Rơi tiền ạ, đó, rơi ngậm kim tiền. Đây các bác xem ạ. Đó, những đồng tiền ạ, chạy quanh hết bàn luôn nha các bác. Chiếc bàn kim tiền này đây cũng có hai chiếc ngăn kéo ạ. Đó, các bác xem ạ, mình có thể sử dụng rất là tiện lợi luôn ạ. Đó. Đây chúng dưới ạ, là có ba sàn mặt dưới các bác nhé, các bác kê đồ cũng rất là thoải mái ạ, lòng ván bên trong và lòng ván liền ạ. Đây các bác xem ạ, đó các đường đục chạm cũng rất là chi tiết và sắc nét ạ, gỗ thì cũng rất là liền nạc và dày dặn ạ, mình có thể trưng bày đồ rất là thoải mái ạ, mình có thể trưng tượng, trưng đồ sứ, tất cả những cái đồ mà các bác có thể trưng lên bàn kim tiền này cũng rất là đẹp và sang trọng luôn ạ. Với chiếc bàn kim tiền này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 7 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một chiếc phương đàn ạ. Chiếc phương đàn này có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ gụ mật ạ. Dạ đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc phương đàn này ạ. Tổng chiều dài ở đây em đo là 230 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 70 cm ạ. Và tổng chiều cao ạ, từ mặt đất lên đến đỉnh của phương đàn đây là 87 cm nha các bác. Và em cũng xin đến gần em toa chi tiết hơn cho các bác về chiếc phương đàn này ạ. Đây em đo từ phần dưới cho các bác ạ. Em đo phần điệu, em quay phần điệu trước cho các bác nhé. Đây các bạn đầu tiên là chân ạ, đó các đường đục trúc đây các bác xem ạ, đó đến phần liễu đây các bác xem ạ, những đường đục chạm ạ, những thân trúc ạ, nho cuốn trúc ạ, đó, đó những đục chạm ạ, rất là chi tiết và sắc nét ạ, để các bác xem. À, đi lên đến mặt trên ạ, lòng ván bên trong chiếc phương đàn này lòng ván liền như nha các bác, đó. Và đi lên đến trên em cũng muốn giới thiệu cho các bác đó, ở trung tâm là một hình cây đàn ạ, các bác xem hình cây đàn này thì các bác xem ạ, được đục chạm ạ, đó được đục chạm rất là chi tiết và sắc nét ạ, và được khảm ạ, khảm ốc sa cừ rất là đẹp luôn ạ. Đây các bác xem, đây các bác xem đó chim hoa này, đó các đường cái nét cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ, ốc bảy màu rất là đẹp ạ. Dạ, với thời tiết mùa hè
có thể nằm nghỉ ngơi và thư giãn ạ. Chính chiếc phương đàn này ạ. Dạ, với chiếc phương đàn em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 25 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác với chiếc phương đàn này ạ. Các bác xem video thấy hay thì đẹp cũng có thể cho em xin một lượt đăng ký kênh ạ, để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem chi ký chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058145 để em có thể gửi hình ảnh chi tiết và giao lưu với tất cả các bác ạ. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.